chào cô Hạnh đây ở quận Tân Phú làm cái bảng gì ba đây cũng nhiều. Cô Hạnh đây mọi người. À, đây là các bạn nhiều cô Hạnh làm cho gì ba này. Đó. Nào ăn rồi. Có đi chạy được không? Ta cùng coi lại cái bảng hiệu của dì ba này để cho mỗi lần đi mua các hãng này không được không có bị lộn với ai nha. Dì ba này 33 năm kinh nghiệm, du lịch con du lịch du tốt du thời gian bao ăn 100% luôn, nếu không ngon thì đổi cua rồi dừng lại chỉ nha mọi người. Dạ. Tôi coi xong tôi nói là bây giờ người đi kiếm mua cua không ra chỗ, rồi cái người mà họ đứng họ bán cạnh tranh với dì ba đó, cứ hai bên cầm cái bảng cạnh tông cứ dông tới dông lui vậy không biết nào thật. Mà mình không chịu làm một cái bảng như vậy, cô nghĩ rồi nếu mà làm cái bảng tôn mà trần ở đây thì công an sợ là chiếm dụng vỉa hè. Dạ. Nên cô sợ công an họ không đồng ý. Còn nếu như trường hợp mà công an cho phép á, thì những người mà đi mua cua đó đi tới đi lui mà xe bị ngã đổ đi, vì vậy cô nói cô làm cái bảng này cô chỉ xin chủ nhà cho dì ba treo trong vòng 2 tiếng, sau khi dì ba dẹp hàng đó thì dì ba sẽ gỡ xuống cất đi và ngày mai lại dán lên đó. Vì vậy cô nói là cô đến đó, cô hỏi cái người làm bảng hiệu á là làm cái loại nào mà chịu được nắng mưa đó, rồi cô ngồi cô suy nghĩ bây giờ không biết lên phân màu gì. Cô định phân màu đỏ thì cô không thích. Dạ. Mà đỏ chát thì cô thấy nó nóng quá, nó chói mắt. Mà lên phân màu xanh á thì nó lại tối, nếu mà trời mưa xuống á thì không thấy. Cô nói thôi lấy cái màu này tiệp với áo và dì ba, tiệp với màu cua. Rồi cô biết pha chữ trắng, chữ vàng lên để cho nó nổi lên. Dạ. Thì là nhờ tư vấn của cái chị mà là hai vợ chồng làm bảng hiệu nữa, thì cô có nói ý tưởng rồi cái cô đó cố có hướng dẫn và tư vấn cho cô nữa, rồi xong rồi cô lại ngồi cô bàn tiếp bây giờ ghi làm sao để thể hiện hết được mà nó gói gọn. Nên cô mới nói là thôi đề cua dì ba là cái bảng hiệu to 33 năm kinh nghiệm, chứ mình không nói là 33 năm nổi tiếng thì không đúng. Yeah. 33 năm kinh nghiệm. Rồi cô nói là cua gạch son là cô để lên trường tại vì cua gạch son dì ba bán mạnh nhất thì cái giá cô không thể để được, tại vì theo thời điểm, theo thời giá. Đúng rồi, về về cô dì ba có thể dán trên sau những cái tờ dán rồi xé đi được, rồi tới cua thịt và cua cớm cô lại mời, hoặc là cua hai da, xong ở dưới cô lại ghi cái địa chỉ để ví dụ như các cháu quay á, nhớ quay cái địa chỉ để cho mọi người cùng nhìn thấy. Tụi con quay nhưng không ai biết địa chỉ là ở đâu, làm sao người ta đến kiếm được. Dạ, tại mấy cái mấy clip đầu tụi con bỏ địa chỉ với giá ở trên rồi, nhưng mà tại sao không phải ai cũng coi từ đầu đến cuối, có người sầu cua là người coi cái ngày hôm nay con đăng, không có ngược lại thời gian để mà coi lại những cái cũ. Yeah. Vì vậy nó không có thể hiện được lên cái địa chỉ. Mà bây giờ con quay như vậy, cái mỗi clip con quay cái đầu tiên cái này là nó ra cái địa chỉ để người ta dễ kiếm. Hồi nãy cô cũng lên Google Maps để cô kiếm. Nhà cô là lần đầu tiên cô ăn cua dì ba luôn hả? Đây là lần đầu tiên. Rồi, lần đầu tiên cô đến đây. À, đến. Nói chung là tại là cô coi trên mạng giữa hai người cạnh tranh, có người cạnh tranh với dì ba, cô bức xúc quá, xong rồi cô mới làm một cái bảng cho dì ba để phân biệt cô dì ba là ở đâu. Đúng rồi cháu. Với lại cô thấy là không biết có ai có nghĩ ra cái bảng chưa, mà cô nhận người ta phải làm gấp cho cô, đáng lẽ là lấy sáng sớm mà nhưng người ta nói làm không thể nào kịp. 9 giờ. Dạ. Thì 9 giờ là đáng lẽ cô đến lấy, nhưng mà mãi cô có một công việc đột xuất bận á, nên có biết 10 giờ cô mới lấy, mà cô bị sợ là ra trễ. Dạ cô, thấy cô là một người nhìn dì ba, cô thấy dì ba sống một mình mà phải buôn bán ở ngoài đường nữa, cô thấy như thế nào cô? Cô thì cô thấy như vậy nè, dì ba làm cô cũng là cùng cảnh ngộ với dì ba, là cùng là người phụ nữ như nhau. Dạ. Nhưng mà cô có chồng có con, còn dì ba có chồng thì chồng mất sớm vì bị bệnh, con cha mẹ thì lại bị tai nạn quá đời quá sớm, để lại được mình dì ba, mà dì ba thân cô thấy cô mà lại không biết chữ. Vì vậy á, cùng là cùng thầy con đau, cô rất là đồng cảm với dì ba, thương dì ba rất là nhiều. Hỏi con chưa, với cái tuổi xế chiều này đáng lẽ là được nhờ con nhờ cháu, mà dì ba phải bươn trải để mưu sinh cho riêng bản thân, mà lại con không đủ sống, còn thiếu nợ, rồi còn bị người ta cạnh tranh, rồi thế này thế nọ. Mà có những cái người mà đến mua, cô không nghĩ là họ lại có một cái lòng, cô cũng không tưởng tượng được là họ là cua của dì tốt như vậy, thì lại bảo là cua hốt, cua húi đó, rồi là mang trả. Nếu là cô, nếu có dì ba có
con cua cũng vậy, vì dạ, đúng không rồi. Thể nào 100 con được như 100% được. Thì thôi lỡ tôi ăn luôn, lỡ lòng nào đi xa ba ta trả để làm. Ủng hộ luôn à. Ờ, ủng hộ luôn. Rồi, ví dụ như lần sau có đến mua nói như vậy, vì ba có buồn được cái gì, buồn buồn thì thôi. Còn nếu có buồn, nếu là cô cũng chẳng lấy, tại vì nó không đáng là bao nhiêu so với mình làm ra. Thì thôi tặng cho dì ba đi, mà còn đi đến chửi dì ba mà lấy tiền hỏi con chứ cua không ăn, để con ăn sau trả bổ ra rồi hơi gió mà ai mà ăn được, trả yeah. thì trả ngay lúc đó, còn không thôi không phải trả đó. Mà có người còn lấy cua mà đi không trả tiền thì cô không biết cái lương tâm họ bỏ ở chỗ nào, lại nghĩ như vậy. Sống là một con người á, thì mình phải có một cái lòng. Cô không cần họ làm từ thiện cho dì ba, nhưng mà sống đúng, bỏ tiền ra mua à, mua được cái vật mình về mình ăn thì thôi, không bỏ tiền mà muốn ăn ngon đó. Không coi mà một người già cả như vậy mà dì ba phải chi lăm lợn như người ta, cô không nói quê như nó quá già rồi, bình hoàng rồi, thiếu với lại tiền đâu không kiểm soát được đâu cô. Cháu thấy bây giờ hỏi con nè, nếu những người này mà không thật tâm mà hợp tâm là gì hết, không có lời dạ. Chị á, đến đồ mà chị làm thì nó nhìn mệt quá, ngày qua cho cô coi một cái YouTube mà chị bảo nhìn mệt quá. Mà hỏi con nè, sáng dậy sớm đi mua về làm thì một cho tôi hết, bây giờ ra đây làm mười mấy 70 cô sức khỏe làm sao? Có nhiều lúc không ăn sáng luôn cô. Đó, thì làm sao không được? Uống mấy nước ra đi làm. Không không có sức, không có thời gian đâu. Như cô mà cô từ sáng giờ cô lo cái mặt hiệu cô cũng chưa có nữa chứ đừng nói. Không có thời gian luôn đó. Giờ hai mẹ con lo ba mẹ. Mà khát nước cũng chết luôn. Ba tới ướt hết trơn này, rất là ngồi đây mọi người. Ba mới đầu giờ mới tới thì các bạn cũng đã ngồi. Cô ơi, giúp cháu sợi cô. Ôi bà mới té xuống, mới té hả? Dì ba, dì ba lại té sao không? Không sao đâu. Hồi nãy đứng bên kia chạy qua không được. Chạy được. Dì ba ướt người hết luôn rồi. Dì ba sao té hay vậy? Ờ xuống xe đó. Ờ xuống xe nhắn bắt đi. Lề nó té. Rồi. Cái này giao của ai đây?
Rồi. Hai con của chị này. Hai con của cô này. Rồi hai con của chị và nhớ cái gì chị đâu rồi? 504 đây đây đây. 504 nè. Rồi. 504. Đây đây đây. Còn chị nào mua kia không à? 815. Còn chị nào mua kia lấy thêm 4.000 nữa. Thôi được rồi chị. Cảm ơn nha. Hả? 528. Ừ, con đợi hả? Rồi, có 2 ngày. Rồi cô lấy mấy con? Con dễ thương ghê á. Vũ Thành. Có này thà gạch á. Hết mưa. Hết cô rồi. Hết rồi. Cô gì ba lâu chưa cô? Mới lần đầu tiên à, mấy đứa cháu kêu mua. Ví dụ mình có lòng mua á. Dạ. Thì chưa ngon cũng ngon, cũng khỏi trả. À còn coi như mình ủng hộ gì ba? Ủng hộ thôi, phải là ủng hộ. Còn công mình trả không phải là ủng hộ rồi. Dạ. Cô từ quận mấy tới đây mua cua đây? Quận 8. Quận 8 là cũng gần nhà dì ba rồi. À, cái nhà dì ba ở Cần Thơ thì ở phía bên Phú Quả rồi. Dạ. Cô thấy dì ba mà lớn tuổi rồi buôn bán ngoài đường cô thấy sao? Đúng rồi, thấy tội. Tội à? Hồi nãy mới té á cô. Mới hồi nãy hỏi đó, thấy dì ba bán mà. Dạ. Món quà cho dì ba nè. Chị ở quận 8 mà dì ba ở chơi gần nhà dì ba đó. Dì ba, hai đứa cháu của con ở bên Mỹ á. Gửi cho dì ba chút đỉnh mua mấy gà. Là 200 đô. 200 đô. 200 đô. Cảm ơn con nha. 200 đô. Dạ, của 200 đô mình là dì ba biết bao nhiêu tiền không? Dì ba biết bao nhiêu tiền không? Biết nhiêu tiền. Gần 5 triệu dì ba. 200 đô là gần 5 triệu đó. Dì ba mua bếp mới nấu cua cho mọi người. Không biết vậy luôn hả? Đâu có xài đâu biết. Ờ chị ba có hai đứa này nè. Hai chị em xanh đôi. Đâu đâu để lấy gì cảm ơn nói đây được không? Dạ, nói được được thì để quay lại đã. Hai chị ba có nói gì với chị ba đi. Để con bấm gọi cho có ai nghe không? Hai giờ này đã bển bữa tối. Tên gì? Tên Hà. Giờ đang ngủ mà. Bây giờ chỉ thử trò bên Mỹ hai đấy hả? Dạ bây giờ con đương gọi cho nó bắt máy thì con đưa cho dì ba. Hai chị em nó thấy coi ba nó có cái gì không muốn bắt cũng là trời ơi nghiệp ghê. À bữa nó điện con thôi để con gọi dì ba thôi khỏi để nói chuyện dì ba hơi khỏi. Nó không nghe đâu. Nó ngủ rồi, nó chiều mình đó giờ. Giờ này ngủ rồi. Nè, 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 nè. Alo, hả mẹ, nói chuyện với dì ba đi. Nè. Con à. Trực tiếp bên Mỹ. Dì ba, cảm ơn con Hà nha. Có nhận tiền nè, thấy không? Thấy, thấy. Dì ba nhận tiền của con nè. Khoe dì ba cảm ơn nha. Cảm ơn chị nữa. Cái hai chị em xanh đôi nhỏ này. Cảm ơn con cho con. Kêu gọi về mua cua gì vậy? Cười quá. À. Cái gì ba cho cua ăn, khi nào về thì ba cho cua ăn.
mai mốt con có về dì ba tặng cua cho con ăn hả? Dạ trời ơi lấy đi mà. Thôi dì ba tiếp một cái mì luôn nghiệp ghê không. Tặng tặng con chứ không phải là dì ba cho rồi nha, tặng nha không con. À chị nào cũng có về có lợi đây gặp dì ba liền à. Con hai nhỏ tháng riêng về, tháng riêng về tháng riêng thôi dì ba cảm ơn con nha. Ủa sao đi biết nè ta trực tiếp mạng à, à không sao đâu con. Dì ba xuống à, tại vì không cẩn thận nó té đó. Không sao hết. Cảm ơn nha. Rồi, chị ba chúc con cũng ngồi dồi dào sức khỏe, khỏe mạnh nha. À, rồi. Đang nói chuyện điện thoại bên Mỹ. Điện thoại cho bé nhiêu ta? 2 giờ đêm. 2 giờ đêm. Phải gần 2 giờ đêm phải không? Ờ, đặt ra giùm cho bé mua rồi. Nào tưởng tặng quà là có một quà. Con kia tặng cho chị ba chứ rồi. Đấy, có người tặng chị ba xài. Đâu ai tặng gì ba đâu. Rồi. Vậy nó hỏi gì ba. Nãy ở cô kia tối có tặng gì ba cái bánh rôn á. Cái này là vừa thịt vừa gạch nè con ơi. Có ai vậy? Vừa thịt vừa gạch ăn được không con? Chắc là ngon luôn á mà. Tại con mua gạch thì nói thịt. Mấy cái em gái cô ngồi Mỹ á, thì lý do gì cho dì ba tiền vậy? Hả? Thấy người dì ba già, tội nghiệp. Dạ. Với con mình là không ai, giống như không có con cái á. Coi như là ủng hộ một xíu phần quà để cho vui vẻ cho đúng cuộc rồi, sống hả? Đúng rồi. Dì ba nó cảm ơn hai đứa em của chị bên Mỹ nha. Dạ. Đây là tiền lúc nãy mà cái cô chỉ giấu mặt. Chị nói là chị ở New York về. Chị có mừng thọ dì ba riêng rồi. Còn tiền 1 triệu này là cho anh em quay clip giới thiệu cô dì ba. Thì cho anh em uống nước. Nhưng mà tụi mình phụ dì ba được rồi. Tiền này chắc là sẽ gửi lại cho dì ba để dì ba trang trải thứ khác. Thì bây giờ mình sẽ gửi lại cho dì ba. Dì ba ơi, tiền lúc nãy có cô ở New York á. Ai cái cô New York kia Mỹ á, ở Mỹ á, ở Mỹ á, chỉ kêu là tiền này là cho anh em quay clip dì ba là uống nước nhưng mà anh em không có nhận tại vì uống nước thường xuyên rồi. Gửi lại tiền cho dì ba bây giờ được tình thưởng này nó hả? Dạ, giúp cho dì ba thôi. Chúc dì ba sức khỏe. Cầm đi dì ba, không dì ba cầm đi, cầm đi dì ba ơi. Người ta cho cái này nó vớt còn tới 2 tấm được á. Dạ 2 tấm luôn á. 2 tấm này mà thua cái tấm hồi nãy nha. Thua hả? Thua hả? Tấm hồi nãy dì ba cầm cái chị đó là chị Đông Phủ. Chị ở Mỹ rẻ là thôi. Trời ơi dì ba tám với cô. Rồi cho cô thí vô cái một số mừng thọ đó. Chị có nói vậy xong rồi chị có bỏ đó. Không con có tiền, con có tiền đổi đâu. Không, cô Thí làm từ thiện đi, người ta nhờ đến cô Thí thì cô Thí cứ làm đi. Thí đi vòng vòng đi thôi à. Dạ cô Thí có đi vòng vòng ấy. Thôi chị ơi bây giờ em sẵn nói đi nha. Một trăm này á em sẽ đăng lên Facebook, nhưng mà em cho ai á chị sẽ thấy là chị giấu tên rồi thì em đổi
cho bao nhiêu tiền, em cho ai cho ai á, thì em sẽ chụp lại trên cái Facebook của em. Thì chị nhìn trên cái Facebook đó chị thấy á chị. Rất là cảm ơn chị đã có lòng nhân ái, đã ủng hộ được ai nghèo khổ một trăm. Tuy nó không đáng là bao nhiêu nhưng mà đổi ra mình mua một món quà chị cho thì mọi người rất là lòng quý. Rồi, cảm ơn cô Thúy. Ba cảm ơn con nha. Không thấy mặn mất mặt ai rồi. Rồi, chị ba cảm ơn vậy là đến tay chị dở rồi đó. Cảm ơn con nha. Dạ. Chào. Đây anh, chị ba có cái anh bên Mỹ muốn gọi về rồi thăm chị ba, chị ba nói chuyện, cầm máy điện thoại nói chuyện. Đây là có anh bên Mỹ. Chào, dạ. Chào dạ, chú. À. Chú ơi nha. Dạ. Sau những clip được đăng lên các YouTube thì có người ở nước ngoài điện về hỏi thăm dì ba này. Nó qua nhà dì ba nó năn nỉ á dì ba đó. Rồi xong rồi đó. À xong rồi nữa.